Các bạn ơi, hôm nay mình cho gia đình nhỏ của mình ăn một món duy nhất nha các bạn. Đó là món rau xào với mực nè các bạn. Ở trong tủ lạnh còn mấy con mực nè. Như đây chắc cũng khoảng 300 g. Mình còn lại nửa trái thơm. Dưa leo này để lâu quá rồi cũng không được ngon nha các bạn. Và hai trái cà. Đây là hành lá, kỳ này mua hành lá cũng ngon mà để được đó. Cần tây. Ăn bao nhiêu đó rồi ngủ. Chấm với lại nước mắm nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đổ dầu vô nha các bạn. Mình xào thôi. Mực xào chua ngọt. Mình đổ ít dầu, muỗng dầu hả. Đây là những cái đầu hành nè các bạn. Cái đầu hành mình đổ vô mình cháy cho nó thơm nha các bạn. Cháy với dầu cho nó thơm. Ăn hành nhiều cho nó có kháng sinh đó các bạn. Mình nêm đường với bột nêm, tiêu. Đổ dầu ít thôi nha các bạn. Mình xào tàu mực trước. Nếu mà các bạn thích thơm thì các bạn để cho nó thơm, nhưng mà nó mất dược chất hết. Mình ăn ít có để thơm nha các bạn. Bây giờ mình đổ mực cho mình xào trước. Xào nhanh. Xào cho nó thấm trước ha. Bỏ vô tí bột nêm nè. Tí à. Con mình nó ăn mặn nhiều các bạn. Tí đường. Đường đen. Xào cho nó thấm trước nha các bạn. Bỏ vô chút tiêu đi cho nó không phanh. Ít thôi chứ nhiều em bé nó không ạ. Rồi chúng ta đổ ra cái gì á. Chúng ta xào nhanh thì mực nó không có ra nước. Xào nhanh mà lớn lửa thì nó không có ra nước ha. Bỏ vô đây một ít dầu. Chút xíu rồi các bạn. Rồi chúng ta bỏ thơm cho chúng ta xào nha. Thơm chúng ta xào cho nó héo. Bỏ luôn cái cà rốt vô xào luôn cho nó chín. Cà rốt nó lâu chín lắm các bạn, nhưng mà ăn sống thì cũng được. Bỏ vô cho nó có màu. Rồi lên chút xíu bột nêm nè, xíu đường nha. Nhà mình nó ăn nhạt quá thành ra mình không có, mình không có bỏ nước mắm đâu các bạn. Chứ bột nêm là đường rồi. Ăn nhạt, thật là nhạt. Đường đen thì nó có cái màu như thế này nè. Xào cho thơm nó ngắm. Bỏ cà chua vô nha các bạn. Dưa leo mình bỏ sao, rau cần bỏ sao. Nó có vị chua chua ngọt ngọt nè. Chưa có mặn lắm, mình cho chút xíu nước mắm cũng được cho nó thơm.
xíu thôi nha, một muỗng à. Dưa leo các bạn. Đây là hành với cần. Rồi nêm nếm lại nha. Mình không có thích cho bột vô đầu xào nha các bạn. Ăn theo kiểu tàu con mình nó khó ăn lắm. Nêm nếm lại nè. Có thể mình cho thêm một chút xíu bột ngọt nữa. Bột nêm nè các bạn. Rồi đổ cái này vô. Mực xào chua ngọt. Thấy rau không hả các bạn ha? Có 3 con mực thôi. Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Đây là rau mùi, bỏ vô luôn. Xong rồi chúng ta nhắc xuống được rồi đó các bạn. Mực đó không thấy, mình thấy rau không? Xong rồi. Bây giờ một món này là chấm nước mắm thôi, không có ăn nhiều đâu các bạn ơi, nó ăn bữa có chén cơm nè. Xin chào nha.